Thì ngay sau đây mình sẽ review qua nhé. Cái app này tên là Bảo Phạm với Thiên Sơn, và nó có rất là nhiều thứ hay ho, đặc biệt là cái này. Ngay lập tức chúng ta thấy cái đăng phong hộ thể, tức là bạn phải danh hiệu tầng 15 trở lên nhá. Ok, đây là cái điều khẳng định đầu tiên. Khi nhìn thấy này phát là bạn biết rồi. Cái đôi khi nó không nói, nhưng mà nhìn trên khung skill này các bạn thấy nhá. Tiếp đến ấy là chúng ta nhìn để ý vào máu là gần 700k, rất cao nha anh em. Áo là Vân Mộng Ẩn Đồ, cái áo này khá là đắt ở server chính thần. Báo Vương Lệnh là Max Sao nha. Max Sao rồi. Max Sao đối với ở cái phiên bản này nhá. Nhưng còn nói thế nhiều ông bảo thế còn thiếu một sao đi nhá. Rồi. Cái này là ngoại công ngoại thuộc. Ok. Chỗ này là 2024/27 1177 đúng không? Rồi. Ở đây là 178/178. Ngoài. Chỗ này là né cường thể, đây là dòng ngon nhất của áo rồi đấy. Nha. 4 thuộc tính, ngoại cường thể. Rất tiếc là suy nhiều. Ok. Chỗ này là 9697. Đấy. 100 ok, cường nội, cường nội. Ngoại cũng cường nội. Đấy. 4 thuộc tính, ngoại chính, ngoại chính, ngoại chính, ngoại chính. Ok. Không còn gì ra. Cấp 4 418 409. Chỗ này là Nguyệt Bạch Long Mã. Ok. Rồi. Thú ở đây chúng ta có một con Tiêu Lãng, một con ngựa Sumola, một con Niên Thú Cương Thi này. Bích Hà. Con này là con Bích Hà nhé, không phải là con Thiên Mệnh Huyền Phụng đâu. Một con Joshua, Đậu Đậu Long, Tử Tiêu Huyền Lang, con Thái Bạch Lục Linh. Ok, xoắn hình người đầy đủ. Tiếp Mỹ Thịnh 3/99. Ok không? Chúng ta có ở đây một Minh Tôn, Băng Phách, Đản Nộ, Quạt Băng Ngoại, Băng Bỏ Băng, Trùng Phản. Ok, đây là cường lực nha anh em. Trong này thì có một set là Địa Hạc, set Thiên Sơn. Ở đây là đồ dư rất nhiều nha, đồ này, đồ hai thủ này. Đó. Một cái sáp. Ok. 202/20. Con Ưng Long Huyễn Hồn, pet hiếm đấy, thủ cỡ hiếm. Rồi. Hết, đây có 13 cái nút. Bây giờ chúng ta cùng xem đến danh vọng này nha. Trước khi vào xào mình vừa review đã. Xin chào toàn thể anh em. Chào bạn Vũ Gà nhé, hello anh em. Mình bắt đầu ngay không chờ tại vì chủ app hôm nay sẽ không vào nhá. Bạn đi sẽ xem lại. Để tránh bạn đi xem lại mất thời gian thì mình sẽ nói luôn. Tỏa toát nhọc vong anh em. Không phải nặng vừa đâu. Đây đại lý này. Nếu như mà chúng ta nhìn vào Thiên Sơn ấy, thì thường như cái mức sản của máu nó khoảng đâu đấy cỡ 600 quay đầu thôi. Long quan 80, quan 7, long quan 80 những thứ mà không được cao đâu. Nhưng mà cái ác này nó chạm đến lúc gần 700 này, nghĩa là kể cả các bạn chưa kiểm tra này, các bạn vẫn đoán như này. Như này là phải tỏa thoát nhập phong rồi, là mình kinh như vậy. Cái này băng công cấp 2. Ok. Rồi. Vừa rồi là mình đã review qua, sau đây sẽ là cái mục xào. Chúng ta cùng đến với các gạch đầu dòng của bạn nhé. Gạch đầu dòng đầu tiên này, xào ác tối ưu hóa đam skill di hoa tiếp mộc, ngày gần nhất. Thứ hai là tỷ lệ đam tay và skill ít trượt. Thứ ba là phái Thiên Sơn rất hay bị trượt skill khóa, đó là do chính xác hơi thấp hơn đối phương hay không.
do skill hên xui, mạng wifi yếu có ảnh hưởng đến việc đánh skill trượt không? Rất thú vị. Tiên Sơn có nên đi những loại thuộc tính trùng liên giới ngọc không? Vì những loại đó dùng sẽ giúp giảm thuộc tính đang và gieo thêm một yếu đi. À, đi một set thuộc tính là một set 4 thuộc tính thì hoa đang cao hơn. À, ác này ác chính xác và né như vậy đã đủ chưa? Đi 4 thuộc tính như vậy là giảm kháng, có nên ép như vậy hay bỏ đi giảm kháng để ép học chính xác? Nếu lên danh hiệu tầng 18 có thể bỏ thân pháp slot cường đi không? À, lối đi nào cho Thiên Sơn Kisever đấy, ngoại thì là Thiên Long Võ Đang Cái Bang thì giải được phong huyệt tinh túc đam trượt chúng không tàng hình được Thiên Sơn kết thúc là mỗi giây bằng vách thần châm ngami combo không chết thì trên thân hẹo vân vân. Ok rồi, đấy là những ngành đầu dòng nhé, chúng ta cùng đến với phần 2. Sao